nhân viên cứu nạn giải cứu một em bé khỏi nước lũ ở tiểu bang Queensland, tin từ Bundaberg. Hai phụ nữ và một em bé đã được giải cứu an toàn sau khi chiếc xe tải của họ bị mắc kẹt trong nước lũ chảy xiết ở tỉnh Puyallur của Úc Đại Lợi. Cuộc giải cứu được một nhân viên cứu nạn gắn máy quay vào mũ bảo hiểm của mình ghi lại và đã được phát sóng trên đài truyền hình số 7. Hai phụ nữ đã đặt em bé vào túi chống thấm nước và sau đó thì được trực thăng nâng lên an toàn. Ít nhất là một người đã bị thiệt mạng và vài người khác đã bị thương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gây ra mưa xối xả, lốc và lũ lụt. Nhà chức trách cho biết là khoảng 58.000 căn nhà đang bị mất điện và hàng trăm căn nhà đã bị ngập chìm trong nước, một số thị trấn bị cô lập. Một nhà hàng trong thị trấn Bundaberg đã bị ngập lần thứ hai kể từ khi lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại tiểu bang Queensland trong năm 2011. Thời tiết xấu đang di chuyển theo hướng nam và dự trù sẽ tấn công thủ phủ Sydney của tiểu bang New South Wales vào ngày mai.